Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách vẽ con vật từ số 36 đến số 40, hãy cùng xem hết video nhé. Đầu tiên, vẽ con hải cẩu từ số 36. 1. Viết số 36. 2. Vẽ đầu hải cẩu, dùng phần trên của số 6 để làm đầu, thêm mắt và mũi. 3. Vẽ thân, kéo dài đường cong của số 3 làm lưng và phần dưới của số 6 làm bụng. 4. Vẽ chân và đuôi, thêm chân nhỏ dưới bụng và đuôi ngắn ở phía sau. Vẽ con voi từ số 36. 1. Viết số 36. 2. Vẽ đầu voi, dùng phần dưới của số 3 làm đầu, thêm mắt và tai. 3. Vẽ thân, kéo dài đường cong của số 6 làm thân voi. 4. Vẽ vòi, sử dụng phần trên của số 3 để làm vòi. 5. Vẽ chân và đuôi, thêm chân lớn dưới thân và đuôi ngắn ở phía sau. Vẽ con gấu koala từ số 37. 1. Viết số 37. O bắt đầu bằng cách viết số 37 to và rõ ràng trên giấy. 2. Vẽ đầu và tai koala. O sử dụng phần trên của số 3 để làm đầu. Vẽ thêm hai tai tròn ở hai bên đỉnh của số 3. O thêm hai mắt nhỏ và một mũi tròn ở phía trước của số 3. 3. Vẽ thân koala.
O kéo dài đường cong của số 7 để tạo thành thân koala. Thêm hai tay nhỏ ở hai bên và hai chân nhỏ ở phía dưới. Vẽ con ếch từ số 37. Một, viết số 37. O bắt đầu bằng cách viết số 37 to và rõ ràng trên giấy. 2. Vẽ đầu ếch. O sử dụng phần trên của số 3 để làm đầu. Thêm hai mắt to tròn phía trên số 3. 3. Vẽ thân ếch. O sử dụng phần dưới của số 7 để làm thân. Vẽ thêm hai chân dài ở hai bên và hai chân nhỏ hơn phía dưới thân. Thank you.
38. O bắt đầu bằng cách viết số 38 to và rõ ràng trên giấy. 2. Vẽ thân cá. O sử dụng phần dưới của số 3 để làm thân trước của cá. O sử dụng số 8 để làm thân chính của cá, với số 8 nằm ngang. 3. Vẽ đuôi cá. O vẽ một cái đuôi nhọn phía sau của số 8. 4. Vẽ mắt và miệng cá. O thêm một mắt nhỏ ở phía trên của số 3. O vẽ một miệng nhỏ ở phía dưới của số 3. Vẽ con gấu từ số 38. 1. Viết số 38. O bắt đầu bằng cách viết số 38 to và rõ ràng trên giấy. 2. Vẽ đầu và tai gấu. O sử dụng phần trên của số 3 để làm đầu. Thêm hai tai tròn ở hai bên đỉnh của số 3. O thêm hai mắt nhỏ và một mũi tròn ở phần giữa của số 3. 3. Vẽ thân gấu. O sử dụng số 8 để làm thân gấu. Số 8 sẽ tạo ra hai phần, phần trên là thân và phần dưới là bụng. 4. Vẽ chân và tay gấu. O thêm hai tay nhỏ ở hai bên phần trên của số 8. O thêm hai chân nhỏ ở phần dưới của số 8.
Vẽ con cá từ số 39. Một, viết số 39. O bắt đầu bằng cách viết số 39 to và rõ ràng trên giấy. 2. Vẽ đầu cá. O sử dụng phần trên của số 3 để làm đầu cá. Thêm mắt và miệng vào phần đầu này. 3. Vẽ thân cá. O sử dụng số 9 để làm thân cá, với phần đuôi nằm trong vòng của số 9. 4. Vẽ vây và đuôi cá. O thêm vây trên và dưới của phần thân. O thêm đuôi ở phần sau của số 9. Vẽ con bướm từ số 39. 1. Viết số 39. O bắt đầu bằng cách viết số 39 to và rõ ràng trên giấy. 2. Vẽ cánh trên của bướm. O sử dụng phần trên của số 3 để làm một cánh trên. O thêm một cánh trên đối xứng phía bên kia của số 3. 3. Vẽ thân bướm. O sử dụng phần thẳng của số 9 để làm thân bướm. 4. Vẽ cánh dưới của bướm. O sử dụng phần vòng của số 9 để làm một cánh dưới. O thêm một cánh dưới đối xứng phía bên kia của số 9.
con mèo từ số 40. 1. Viết số 40. O bắt đầu bằng cách viết số 40 to và rõ ràng trên giấy. 2. Vẽ đầu mèo. O sử dụng phần vòng tròn của số 0 để làm đầu mèo. O thêm hai tai nhọn ở đỉnh của số 0. O thêm mắt, mũi và miệng vào bên trong số 0. 3. Vẽ thân mèo. O sử dụng phần đường cong của số 4 để làm thân mèo. O thêm chân trước và chân sau ở phía dưới thân. 4. Vẽ đuôi mèo. O vẽ một cái đuôi dài và cong ở phía sau. Vẽ con trâu từ số 40. 1. Viết số 40. O bắt đầu bằng cách viết số 40 to và rõ ràng trên giấy. 2. Vẽ đầu trâu. O sử dụng phần vòng tròn của số 0 để làm đầu trâu. O thêm hai tai lớn ở hai bên đỉnh của số 0. O thêm hai sừng cong ở hai bên của đầu. O vẽ mắt, mũi và miệng bên trong số 0. 3. Vẽ thân trâu. O sử dụng phần đường cong của số 4 để làm thân trâu. O thêm chân trước và chân sau ở phía dưới thân. 4. Vẽ đuôi trâu. O vẽ một cái đuôi ngắn ở phía sau. Minh họa vẽ con trâu từ số 40. 1. Viết số 40. O viết số 40 nằm ngang. 2. Vẽ đầu trâu. O sử dụng số 0 để làm đầu trâu. O thêm hai tai lớn ở hai bên đỉnh của số 0. O thêm hai sừng cong ở hai bên của đầu. O vẽ mắt, mũi và miệng bên trong số 0. 3. Vẽ thân và đuôi. O sử dụng phần đường cong của số 4 để làm thân trâu. O thêm chân trước và chân sau ở phía dưới thân. O vẽ đuôi ngắn ở phía sau.